Kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam cùng bạn bè năm châu quốc tế. Hôm nay thì em lại tiếp tục dỡ hoa ra Sơn Hải. Hôm nay em sẽ giới thiệu review lại với các bác là cái mẫu súp ACAIF có model là các bác sẽ được em xem ngay đây. Model của sản phẩm là AR218X nha. AR là súp theo kiểu là súp đánh theo kiểu a dây đi cùng bộ. Với công suất peak đằng sau họ ghi là 4000W 4 ohm và thông số đáp tiến là 35Hz đến 1kHz cộng trừ 3dB, độ nhạy 100dB. Đấy, ghê không? Đó. Thì đây em sẽ đo cho các bác xem nhé. Không quảng cáo đâu nhá, đang nhạc nền hay thì lại quảng cáo, các cụ vui tính kinh người nhỉ. Đấy các bác ạ, thì đầu tiên em sẽ đo lại cho các bác là cái nam châm của loa bát. Hôm trước đo nhưng mà nghe có vẻ là nó đo bằng tay không chuẩn lắm, thì hôm nay em đo lại đây, chính xác là vào 21,8 cm, còn nếu mà đo thép từ thôi thì nó vào 21. Đấy, nên hôm trước nói là 20 thì cũng gọi là tương đối chính xác, rồi găng tay của em đã vào hơn 20 tí rồi, 21. Đấy, đằng sau cái cổ loa đây thì ghi là 8 ohm và có 300 W, không biết là ghi là đùa hay là ghi thật, mà côn trăm, côn thì côn 100 rồi. Thép từ các bác xem đây nhá, thép từ cũng khá là dày, không mỏng lắm đâu. Đấy, thép từ dưới này, trên này. Đấy, cái hàng mà thép từ nó dày này thì em rất là ưng ý này, không phải nói đùa đâu, rất là ưng ý cực kỳ luôn. Xem cái độ dày của thép từ là vào 1 cm thì phải, khổ lắm, có cái thước đẻo đúng 1 cm thép từ, thép từ 1 cm đây nữa, riêng nam châm đã dày 2,5 cm rồi. Đấy, bát 50 tới 200, màng con này thì không chống nước đâu nhá, màng không chống nước đâu. Thùng thì em hiện tại đang sơn lại một chiếc, cái này thì xem nữa là vệ sinh tất cả cạnh viền các cái rồi bắn sơn lại cho các bác. Giá thì em xin trân trọng thông báo lại lần nữa là 15 triệu giá tại cửa hàng. Con này em lấy vào hơi cao, không bán rẻ được. Còn các bác nào muốn mua rẻ thì có thể tìm mua các cửa hàng khác, sản phẩm nó khác bên em rất nhiều. Con này là của ACAIF với chiều cao khá là ấn tượng, thì tiếp tục em sẽ đo tiếp chiều cao cho các bác xem nhé. Chiều cao thì sẽ đo cái chiếc này, cái kia vừa sơn xong đo vào nó dính vết xương là 1m21, 1m21,5. Đấy, chiều sâu của thùng loa sâu hết cỡ nhá, sâu hết cỡ là được 62 cm, 62,5, và chiều cao hiện tại đây là vào 58-59 cm tính cả chân. Đó, bát 50, xúc kép 50, ACAIF. Các cái vách phát hư nó giống theo kiểu thùng của Martin. Dòng này thì điểm siêu đặc biệt đó là hốc để đấu dây ở bên cạnh này chứ không phải đằng sau, nên là các bác bảo là kê sát tường được, không vấn đề gì cả, kể cả các bác đấu này sát tường được. Ví dụ các bác mà làm sự kiện lớn thì các bác về bắn mấy cái bắn chân này, 1, 2, 3. Đấy, trong góc đây nó 4 chân này, 4, 5 cái chân cao su vào, xong các bác luồn dây đấu đây, xong là thả dây gập lên, không sợ, được chưa? Hoặc là các bác làm sự kiện xếp ngược xếp xuôi thì tùy, đặt đứng được đặt nằm được, dòng này thì tùy. Đấy, đây mà sau thùng này chả có gì đâu mà, đây là cái hốc đấu dây này. Nói chung là hàng của em nó xấu, không có đẹp, nên các bác nào bảo hàng của em xấu em chấp nhận, hàng em chê đâu là xấu luôn, không phải là khen, không phải là khen nữa. Em sẽ đo cho các bác xem là cái kích thước của miếng gỗ đây nhá, gỗ để đóng thành cái thùng này là dày bao nhiêu cm, 1,8 cm. Đấy nhá, đo bốc 10 này, ở đâu 1.6, 1.6 thôi, không đủ 1.8, 1.6, gỗ 1/6, trong cái thùng mà rõ to này gỗ có 1/6 thôi, hơi hụt hững, em nói thật. Cái thùng này mà gỗ nó dày 1/8 thì úi giời tuyệt vời, nhưng ở đây gỗ có 1/6 thôi. Đấy, và cái dòng này thì nó có điểm hay là có cái vách ở giữa này, nhưng lại có thông được hai bên, khoang này với khoang kia nó có một cái gọi là chia áp lực cho nhau, nên là
rất là hay, tiện. Đấy, thì các bác nào quan tâm đến mẫu này thì nhẹ trực tiếp nhé. Xúc kép 50 tới 2400. Màng không chống nước, gân ba gân phải tắm dầu, khô hết keo rồi. À, vẫn hơi dính dính tí, nhiều đoạn hơi dính dính tí, mềm. Con này đánh tiếng khá là hay, rất là uy lực, cực kỳ là mềm. Xuống được 30 năm hết cơ mà. Thì các bác nào quan tâm như này thì liên hệ trực tiếp với em nhé. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.